Bắt đầu mình gặp gỡ hai bên đi nha. Mình gặp đàn gái trước đi. Nguyên đàn gái trung, hôm nay mình trung đi với ai cơ? Dạ, em đi có mẹ gì? Vâng, xin chào hai MC dễ thương. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Với bố mẹ thì Quế lúc nào là một đứa con hoàn thiện. Nữ công gia chánh cũng biết hết. Giỏi. Nói là nóng nhưng mà không phải nóng đâu. Nhưng mà con gái giống bố là chỗ là làm gì cũng nguyên tắc, tính là làm, mà làm đến nơi đến chốn. Về bạn trai ấy, cũng được. Người Thanh Hóa tức là cùng miền Trung thì dễ hiểu cho nhau. Khi mà đã xác định đến với nhau thì cũng nên tạo điều kiện, hiểu cho hoàn cảnh của nhau, công việc của nhau. Hai con nên cho nhau cơ hội. Dạ. Bạn trai bố chào thì... bác gái đi em. Thủy. Dạ, mình chào cô. Thứ nhất là hôm nay đến đây mới đầu thì bọn con cũng lên đây chủ yếu là cũng mới biết được về cái phần cứng của nhau thôi. Phần cứng ở đây là về cái quê quán, gốc gác, phần không thay đổi tên tuổi rồi. Phần mềm chút biết. Dạ, phần mềm là cái suy nghĩ, tư tưởng, tính cách. Mong cô là ủng hộ con và cho con cơ hội để làm quen với bạn. Cho hỏi con ở Thanh Hóa ở huyện nào ấy? Dạ, con ở Hậu Lộc ạ. Cảm ơn con. Rồi, mời đàn trai. Xin kính chào hai MC. Xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Minh Bình. Hôm nay rất vui được dự cái số đầu tiên mà liên quan đến bộ đội. Ở đây là một cái dịp rất là hay để tìm hiểu, giao lưu cũng như là để các bạn kẻ có cái cơ hội đến với nhau. Và đặc biệt là người lính. Dạ. Mải mê cầm súng quên mất hết cả tình cảm. Thì bộ đội thì có thể toát được cái đầu tiên là trong rất là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc. Đồng chí nào trải qua cái quá trình rèn luyện thì cũng đều thấy cả. Bộ đội là bởi vì sống là toàn con trai với nhau cả. Cũng rất dễ hòa đồng và cái tình cảm sống ở chân thành. Thế còn riêng chỗ đồng chí Thủy thì một đồng chí là bên vũ khí. Thực ra vũ khí không có nghĩa là mình chỉ trang bị cho máy bay để đi chiến đấu. Nên chúng ta đòi hỏi cái tính chất nó phải cẩn thận, tỉ mỉ. Nên đây là một trong những cái yêu cầu rất là cao. Thì cái này cũng rất cần thiết cho gia đình sau này. Anh nhận xét về cô bạn gái này như thế nào anh? Nếu mà nhận xét thì chỉ nói nếu như tôi mà trường hợp chị Thủy cách đây 10 năm thì chắc là tôi không có ý kiến gì cả. Dạ. Nhất trí 100%. Rất là cá tính, rất là vui vẻ. Mà đó là hình mẫu này thì có nghĩa là rất là tuyệt vời. Dạ, mình đơn vị đi đông quá, đám cưới có hỗ trợ gì không anh? Đám cưới đi ngoài cái chuyện tình cảm anh em đỡ ra thì đơn vị có cả mấy cả bao nhiêu cái xe. Dạ. Nếu mà đám cưới thì rất là hoành tráng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mời anh. Xin cảm ơn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cả Tường. Dạ. Em là Phong, anh họ của Thủy. Thì cũng nói thêm là về gia đình Thủy là bố mất sớm, cho nên là cũng tự lập từ nhỏ. Thứ ba qua bạn gái bên này là tính cách là về rất hợp với nhau. Thủy thì tính thật thà, hiền. Mà bạn ấy nóng tính thì không phải lo chuyện đấy bởi vì là rất là hiền. Thứ hai nữa là thích nấu ăn. Thế nên bạn không thích nấu ăn thì không lo bởi vì Thủy nó phải dành cho việc nấu ăn ở đấy. Dạ. Ở lúc đấy cho mình thấy là rất là hợp nhau rồi. Rồi, dạ. Cảm ơn anh. Yên tâm nha em nhé. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ. Em nhớ có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Sau khi kéo bức màn lên thì thấy bạn là một khá xinh gái. Dạ, em cảm ơn ạ. Thấy bạn chia sẻ là cũng nóng tính. Mình thích người nóng tính một chút. Nhìn đâu dưới đó vậy? Nhìn đây nè, nhìn bạn gái ta xinh muốn chết, nhìn đâu dưới hoài vậy? Anh nhìn em có gì lo lắng sợ hãi sao mà anh cứ cầu cứu đồng đội vậy ạ? Tại vì mình cũng tính hay ngại lắm. Anh với em nha, cho nó tình cảm. Vâng. Mình anh, trời ơi. Anh có thể hỏi em một câu được không? Dạ, anh hỏi mấy câu cũng được anh. Dạ. Em suy nghĩ về vấn đề một chút hai quê. Đi lại rồi thăm nom gia đình. Đôi khi là phép của mình đi cũng có giới hạn. Công việc của bạn mà đôi khi là nghĩ nhiều cũng không có tốt. Vậy em hỏi ngược lại anh nha. Anh có sẵn sàng chia sẻ với em khi mà cái vấn đề đó tới không? Vấn đề đang nói. Dạ, đúng. Cái đó mình đặt ra câu hỏi với bạn là mình... Bạn nữa. Anh đã suy nghĩ đến vấn đề đó rồi. Quê em gốc là Nghệ An, nhưng mà bố mẹ và họ hàng thì hầu hết ở Gia Lai rồi. Ngày nghỉ tuần ấy, rảnh mình về thăm ngoại, còn nghỉ dài ngày mình về thăm nội. Nghe cái đó hợp lý rồi. Dạ. Yêu nhau nè, là hẹn hò bạn sao? Bạn đang ở dưới Sài Gòn. Dạ, em ở quận Thủ Đức. Gần mà. Gần mà. Trước khi mà em chuyển về Sài Gòn ấy, thì em làm việc ở Vincom Biên Hòa ấy, cũng gần chỗ sân bay của mình. Dạ. Yeah. Yeah. Mình sợ xuống nhiều bạn ghét nên là khả năng tuần xuống 3 lần thôi. Được rồi em. Dạ, anh xuống trong tuần thì báo trước là được ạ, còn cuối tuần không sao cả.
Anh có thích đi xem phim trong rạp không? À, cũng có được đi một lần nhưng mà à, có thích. Em không có thích. Không thích à? Tại vì á, nếu như mà xem phim á, rất là tốn thời gian. Một bộ phim tới gần 2 tiếng, mình đã là không có thời gian cho nhau rồi, thì dành 2 tiếng đó vào việc khác để trò chuyện với nhau thì chắc tốt hơn là đi coi phim. Vậy thì em thích trò chuyện ở đâu? Chỗ nào sáng á chị? Trò chuyện ở đâu em? Cũng nhiều chỗ. Có thể là đưa bạn vào trong trung đoàn chơi. Thôi, hẹn gì trung đoàn. Đừng có nói tôi là hàng ngày hẹn đầu tiên dẫn vô kho bom nha. Dạ không có. Nói chung là mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng không có đi nhiều, ít đi. Nên là có gì bạn hướng dẫn cụ thể mình. Bạn nói sao mình nghe vậy? Em nói sao anh nghe vậy? Em gái vậy? Yên tâm đi, ảnh đâu có làm gì đâu. Anh không làm gì hết á. 15 ngày đó em. Bây giờ tính tới chuyện kế hoạch hôn nhân rồi con cái sau này đi. Em thì mẹ cũng dục nhiều, về tinh thần thì em cũng chuẩn bị rồi, nhưng mà về điều kiện kinh tế thì em cũng chưa có tốt lắm. Khoảng 2 năm nữa vừa. Tại mục tiêu của em cũng là 3 năm nữa. Hơi dài ha. Dạ, còn về con gái thì em thì cũng thích hai con thôi. Em thích con gái, không thích con trai. À, sao vậy anh? Quý mấy đứa nhỏ cháu nhà toàn con gái nhiều. Hằng ngày anh ở với con trai không hả? Thấy con trai quậy quá đó. Gái dễ thương lắm em ơi. Anh còn gì cứ hỏi ạ. Anh hỏi bao nhiêu câu thì em sẽ hỏi lại bấy nhiêu câu, không sao đâu. Quan điểm tình yêu hai người như thế nào? Nói chung là... Này sao em nhìn ở đâu không? Em không nhìn cổ vậy trời. Ngại mà nhát. Mà xưa giờ ta huấn luyện trong môi trường quân đội cơ mà, ít có tiếp xúc với phụ nữ đẹp thế này á. Anh hiểu mà. Thôi giờ vậy đi, đứng lên. Xin thủ trưởng cho hai người nắm tay cơ. Không, đứng quay mặt vô nhau. Rồi nắm hai tay luôn. Rồi bây giờ nha, mình nhìn nhau trong vòng 30 giây để cảm nhận. Bắt đầu. 30 giây bắt đầu nha anh. Thủy nói gì đi Thủy. Mình gặp bạn thì cũng thấy bạn xinh gái, dễ thương. Dạ. Có chút tình cảm cũng quý bạn. Dạ. Bạn hoài thì hy vọng là anh muốn cầm tay anh đúng không? Em thấy cứ sắp sát vô không à. Anh cầm tay anh cho đỡ run. Run quá nè. Rồi nắm tay bạn đi. Hát một bài hát mà anh nghĩ rằng là em hay hát trong môi trường quân đội đó. Dạ. Mạnh mẽ lên nào Thủy. Em xin phép hát một đoạn trong bài Nhánh Lan Rừng. Rồi nhìn bạn anh gái hát chưa? Anh hát tặng em bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi trên nụ cười trên đôi môi của anh. Hay, rung hay quá, rung. Nhưng mà giọng rất là đúng hay, rồi. Rất là ấm áp, rất là truyền cảm. Không hiểu sao mà ngồi xuống đây được rồi đó, ngồi xuống cho bình tĩnh thôi. Em cảm nhận nghe giọng hát của anh như thế nào? Phụ nữ đẹp sao rung dữ vậy? Em thấy anh hát hay. Hay. Dạ, cũng là bài hát mà bố em rất là thích vậy. Ồ, vậy hả? Thì em muốn hỏi anh Thụy một câu. Dạ. Anh có ngại không khi mà em có rất là nhiều bạn thân khác giới hoạt động tình nguyện ấy, nên là có thể ăn chung, ngủ chung, hoạt động chung với nhau. Ngủ chung nữa hả? Ngủ chung tập thể anh. Nói chung nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà tập thể mà đi tập thể thì cũng chẳng có vấn đề gì, là một cái. Thứ hai nữa là cái đó là cái sở thích của bạn thì bạn cũng có thể đi. Em anh. Anh cũng vấn đề đó, anh suy nghĩ cũng thoáng có cái gì đó mà nó cảm giác như anh không vừa lòng thì anh sẽ nói xem, nếu mà rút kinh nghiệm được hoặc là nghe được em không nghe được nữa thì cũng thôi kệ, anh cũng không có ý nữa, là sao có thế mà đi. Dạ. Chỉ cần anh sẵn sàng chia sẻ cho em biết cái suy nghĩ của anh, cái quan điểm của anh để cả hai cùng hiểu nhau hơn là được, cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu. Dạ. Chỉ hỏi khó em vậy thôi, nhưng em trả lời rất là tuyệt vời. Cô ấy không có đi đâu, quen em rồi thì ở nhà chơi với em thôi nha. Thôi mình nói một câu gì đi, cảm nhận của bạn như thế nào với bạn gái? Sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em cũng thấy rung nhiều lắm. Hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về tất cả mọi thứ của anh. Ghê chứ, sẽ hiểu hơn tất cả mọi thứ về anh, phần cứng lẫn phần mềm.
Và bây giờ sau những phút chúng ta trò chuyện với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm rất chuẩn xác và rất đồng bộ. Lắng nghe cái tiếng bấm này hai bên cùng một lúc, không có chênh nhau một chút nào. Đúng rồi, cùng nhịp. Rất hay. Hãy nắm tay nhau nào các bạn. Nắm tay đi. Hôn nhau đi. Dạ không. Nè cho. Nè cho không nè. Tay bây giờ lên trên. Đó, mẹ nói mạnh dạn lên kìa. Dạ, thế con xin phép cô. Nó phải vậy chứ đúng không em? Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Viettel gửi tặng cho hai bạn hai chiếc điện thoại với kết nối 4G trị giá 2,2 triệu đã có cài đặt ứng dụng Mocha. Khi sử dụng ứng dụng Mocha, các bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau. Rất là thú vị và hai bạn nhớ hãy liên lạc với nhau thường xuyên nha. Yeah.